Chiều ngày 19 tháng 3, Hội đồng Nhân dân thị xã Hòa Thành khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 10, kỳ họp chuyên đề, bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Ủy ban dân thị xã, nhiệm kỳ 2021-2026, tham dự có ông Nguyễn Thành Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh, ông Trần Văn Khải, Bí thư thị ủy Hòa Thành. Kỳ họp thông qua tờ trình về việc giới thiệu nhân sự, biểu quyết và tiến hành bỏ phiếu kính, bầu ông Dương Văn Ư, Phó Bí thư thị ủy, giữ chức Chủ tịch Ủy ban dân thị xã Hòa Thành nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ tán thành 29 trên 29 phiếu bầu đạt 100%. Ông Dương Văn Ngư, sinh năm 1972, dân tộc Kinh, quê quán xã Bến Củi, huyện Dương Minh Châu, trình độ chuyên môn cử nhân kinh tế, cử nhân chính trị học, trình độ chính trị cao cấp. Kỳ họp đã tiến hành thống nhất biểu quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Hòa Thành nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trương Văn Hoàng, và ông Nguyễn Quốc Hải do chuyển công tác. Cũng tại kỳ họp, Hội đồng dân thị xã Hòa Thành cũng đã thống nhất thông qua quy chế tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng dân thị xã khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026, tờ trình ban hành nghị quyết phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022.